Hello, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta bật kiếm tiền TikTok với phiên bản mới nhất được update đến hiện tại. Thì cách bật kiếm tiền TikTok phiên bản Mỹ hay là gọi là Hoa Kỳ thì không có cái mục Create Net. Thì nếu như trước đây khi mà tài khoản của các bạn có đủ điều kiện, các bạn đã đủ điều kiện như là 1.000k follow thì các bạn mới được phép nhấn vào cái mục là Create Net để các bạn bấm vào để tiến hành đăng ký tham gia bật kiếm tiền. Thì vì sao mà chúng ta sẽ bật kiếm tiền? Bởi vì trên cái hệ thống TikTok của phiên bản là Mỹ hoặc là Anh, Đức thì các bạn có thể làm kiếm tiền trên những lượt xem của video rất là hay. Thì cái tính năng này ở Việt Nam của chúng ta hiện tại là không có, đó là một cái điểm giới hạn mà một số các bạn chúng ta đã mất một cái khoản thu nhập. Nếu như mà được bật cái tài khoản này, các bạn sẽ mở ở Hoa Kỳ thì cái số lượng thu nhập các bạn sẽ kiếm được có thể là không giới hạn, rất là một số rất là lớn. Rồi tiếp theo là hiện tại TikTok Mỹ đã thay đổi cụ thể, thì khi mà bạn tạo xong tài khoản và bạn đạt được cái điều kiện đó là 10.000 follow và 100.000 lượt xem trong vòng 1 tháng 30 ngày thì các bạn sẽ tròn vào ngay cái quỹ tác giả, rồi các bạn sẽ bật kiếm tiền cho tài khoản của mình mà chúng ta không cần phải vào nhấn vào cái mục tham gia Creator Net như trước kia. Khi các bạn đủ điều kiện thì bạn mới nhấn được cái mục tham gia Creator Net này. Thì đây là cái tính năng đã thay đổi hiện nay trên phiên bản TikTok Hoa Kỳ, rất là hay. Rồi như vậy là vậy, chi tiết về cách bật kiếm tiền là như thế nào thì ở đây chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta thực hiện. Thì cách thứ nhất đó là các bạn sẽ sử dụng một cái file APK. Thì trong cái video trong kênh của mình cũng đã có nhắc đến là nó có một cái nội dung, một video đề cập đến việc chúng ta sử dụng cái file APK này để chúng ta đăng nhập và hoặc là đăng ký tài khoản Hoa Kỳ ngay mà không cần phải file VPN. Thì cách này là đơn giản và nhanh chóng nhất. Thì ở đây trong cái video này mà sẽ để cái đường link của cái video trong kênh của mình. Thì cụ thể là đây là cái video này, thì các bạn sẽ vào đây tạo tài khoản TikTok Hoa Kỳ bằng điện thoại Android và lập nick TikTok Mỹ trên máy Android mà chúng ta không cần phải tháo sim hay là file VPN. Thì các bạn sẽ bấm vào mà cái link tải ở đây, link ở đây thì các bạn sẽ bấm vào. Rồi cách thứ hai đó là các bạn sẽ file VPN sang Hoa Kỳ. Cách này sử dụng cũng được nhưng mà rất là lâu, thì nó phụ thuộc vào quyết định cái thời thành công file VPN sang Hoa Kỳ, phụ thuộc hệ thống file VPN này phải là ổn định. Nếu trường hợp các bạn bật lên nhưng mà hệ thống không ổn định thì quá trình các bạn bật kiếm tiền cũng sẽ bị không thành công. Các bước như sau: các bạn là tháo sim điện thoại ra, rồi các bạn để tránh bị lỗi và các bạn sẽ tải một cái app để file VPN này, cụ thể là file là Turbo VPN hay là Kiwi VPN hay là VPN Super vân vân, có rất nhiều cái phần ứng dụng VPN các bạn có thể tải về để chúng ta tiến hành phích VPN. Và bước thứ hai thì các bạn sẽ vào cài đặt máy, các bạn sẽ chuyển múi giờ cũng như là khu vực về Hoa Kỳ và các bạn sẽ chọn Los Angeles vân vân. Rồi cái bước thứ tư các bạn sẽ bật VPN sang Hoa Kỳ, sau đó các bạn xóa những ứng dụng TikTok đang có ở máy nếu có, rồi các bạn sẽ vào cửa hàng Safe Play và chọn cái mục là có tính phí. Thì nếu có xuất hiện D, có nghĩa là phần đồng ở đây, thì có nghĩa là phần phích VPN chúng ta không thành công, có nghĩa là đang ở Việt Nam, thì các bạn sẽ chuyển sang cái Gmail mới, rồi các bạn sẽ làm lại tương tự cho đến lúc nào xuất hiện cái đồng đô la chúng ta mới chuyển thành công. Thì tóm lại cách thứ hai này không có khó nhưng mà cái VPN là phải ổn định. Rồi như vậy tiếp theo, sau khi mà các bạn sẽ bật được hay là chuyển sang được Hoa Kỳ với một trong hai cách này, cách một hoặc là cách hai, thì các bạn sẽ đi đến cái bước thứ năm. Thì các bạn sẽ vào công cụ dành cho tác giả, như mình đã nói ở đầu video lúc trước là cái mục Creator Net, thì các bạn sẽ bấm vào tham gia, sau đó các bạn mới bật được kiếm tiền. Thì bây giờ không cần, thì các bạn lúc các bạn đăng ký tài khoản Hoa Kỳ thì các bạn sẽ có ngay cái mục này rồi. Thì các bạn sẽ vào cái mục là chọn quỹ tác giả, thì các bạn sẽ lưu ý những điều kiện ở đây là trên 18 tuổi và với điều kiện là 10.000 follow và 100.000 lượt xem trên 30 ngày, thì các bạn sẽ bấm vào tham gia ngay. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái trường hợp này. Bước thứ năm này thì các bạn sẽ mở những TikTok lên. Ở đây là mình đã sử dụng cái file APK và mình đã cài thành công TikTok phiên bản của Hoa Kỳ. Các bạn sẽ vào một phần quảng cáo. Thì như trước đây mình đã có một cái video trong kênh cách chúng ta phân biệt tài khoản của nước nào, rất đơn giản qua cái phần là một quảng cáo ở đây. Thì các bạn thấy phần đô la đây là chắc chắn là tài khoản này là tài khoản của nước ngoài, tài khoản của Hoa Kỳ, và kèm theo ở đây là toàn bộ là tiếng Anh, rất là đơn giản. Rồi bước thứ năm thì các bạn sẽ chỉ việc vào cái mục là quỹ tác giả ở đây để mình ra lại và làm lại từ đầu. Rồi các bạn sẽ bấm vào mục hồ sơ, đây là một cái tài khoản mình demo thôi. Rồi tiếp tục các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba gạch trên công bên tay phải ở đây, rồi các bạn sẽ đi vào cái mục là công cụ dành cho tác giả.
Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào cái mục là quỹ tác giả này, mà những việc bấm vào thì lúc xưa là chúng ta không có vào được những quỹ này khi mà chúng ta chưa đặt điều kiện. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy là những tài trợ vân vân, nội dung thì các bạn sẽ thấy những điều kiện ở đây, bởi vì đây là cái tài khoản mình demo thì các bạn sẽ thỏa mãn ba điều kiện này: từ 18 tuổi trở lên và ít nhất là 10.000 follow cũng như là 100.000 lượt xem. Thì lúc đó các bạn, khi mà tài khoản của bạn đã đủ điều kiện ba điều kiện này thì hệ thống lập tức sẽ chuyển tích cho màu xanh ở đây cho chúng ta, và các bạn sẽ bấm vào tích vào đây bằng cách tiếp tục tôi thừa nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý thỏa thuận quỹ nhà sáng tạo, bấm vào đây. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái nút đăng ký ở đây để chúng ta chuyển sang cái bước tiếp theo, đó là cái bước là xác minh tuổi. Thì các bạn sẽ làm theo những cái phần tiếp theo, các bạn chỉ việc nhấn nét hay là bấm ok vân vân xác minh tuổi, thì các bạn sẽ sau đó hệ thống sẽ cho chúng ta chọn trình duyệt để mở. Thì chúng ta sẽ mở trình duyệt lên, trình duyệt web này, rồi các bạn sẽ thêm những điền những thông tin các bạn vào như là ngày tháng năm sinh. Thì các bạn sẽ lưu ý trùng với căn cước công dân hay là chứng minh nhân dân, hiện nay chúng ta hay xài là căn cước công dân, các bạn sẽ lưu ý là thông tin ngày tháng năm sinh phải chuẩn, phải đúng với căn cước công dân. Tiếp theo các bạn sẽ nhập email vào, thì đây là cái email mà đã kết nối với tài khoản TikTok. Các bạn lưu ý các bạn đừng điền những email khác là không liên kết với TikTok thì tránh bị lỗi. Và tiếp theo là giấy tờ tùy thân, thì các bạn sẽ chọn là Việt Nam nếu các bạn ở quốc gia Việt Nam. Rồi loại giấy tờ hộ chiếu, giấy phép lái xe, ID là căn cước công dân, thì các bạn sẽ chọn vào mục tải giấy tờ lên. Thì các bạn sẽ lưu ý các bạn sẽ chụp sẵn hai mặt trước đó, mặt trước và mặt sau của cái thẻ căn cước công dân hay là hộ chiếu hay là giấy phép lái xe đều được. Rồi sau đó các bạn sẽ gửi. Tiếp theo thì TikTok sẽ thông báo khi thành công, và các bạn sẽ trở lại TikTok chờ khoảng tầm 10 đến 30 phút bạn quay trở lại. Sau đó các bạn sẽ vào hộp thư TikTok. Hộp thư là các bạn sẽ vào cái mục này đây. Các bạn sẽ vào cái mục cái phần là hộp thư là để mình thoát ra. Đây hộp thư đây. Lúc này là hệ thống TikTok sẽ thông báo cho chúng ta có hộp thư này, sẽ có một cái hộp thư các bạn sẽ mở lên và chúng ta sẽ đọc thông tin biết là TikTok đã xác minh về cái độ tuổi chúng ta đã thành công. Tiếp tục chúng ta sẽ sang bước 6, đó là các bạn sẽ vào lại công cụ dành cho tác giả và quỹ tác giả. Thì lúc này sẽ xuất hiện cái mục là đăng ký, thì các bạn sẽ chọn là quốc gia và đơn vị tiền tệ, thì các bạn sẽ giữ nguyên mặc định, cụ thể là đơn vị tiền tệ là đô la, quốc gia là Hoa Kỳ. Rồi các bạn sẽ bấm tiếp, rồi các bạn sẽ chọn cái mục cá nhân, rồi sau đó các bạn chọn tiếp tục. Rồi các bạn sẽ đến cái phần là thông tin thuế. Ở cái phần thông tin thuế thì các bạn sẽ nhập thông tin của mình nhưng không có dấu. Rồi các bạn sẽ nhập email vào, cũng tương tự đây là email đã liên kết với TikTok. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn cái mục không dùng giấy tờ bằng cứng, có nghĩa là chúng ta chụp hình và gửi trực tiếp qua file mềm thôi. Rồi các bạn sẽ bấm tiếp tục. Hiện tại thì do cái tài khoản của mình đây là bản demo nên mình không có các bước để làm chi tiết, các bạn làm theo các mục thế này chắc chắn sẽ bảo đảm sẽ thành công. Thì các bạn sẽ chọn một không dùng giấy tờ bằng cứng, rồi các bạn bấm tiếp tục. Tiếp theo các bạn sẽ chọn một trình duyệt mở web để sang trang khai báo thuế. Thì mã số thuế thì mình có để sẵn trong đường link trong cái phần mô tả, thì các bạn sẽ mở lên và chúng ta sẽ có cái phần số mã số thuế thôi. Ở đây ví dụ mình chọn bằng Alaska, ví dụ ở đây thì mình sẽ để sẵn một cái link để các bạn sẽ vào để chọn cái mã số thuế ở đây. Các bạn sẽ vào cái file này, thì file này mình sẽ đính kèm. Rồi tiếp theo ở mục này chẳng hạn chúng ta sẽ chọn những cái bước ở đây, những ký từ ở đây chúng ta tìm kiếm. Ở đây mình ví dụ theo demo trong cái phần ví dụ này luôn, thì các bạn sẽ chọn cái mục AL06 ở đây, thì các bạn sẽ đi vào cái trang web này AL06, thì các bạn sẽ bấm review để tìm, nếu mà chưa có thì bạn bấm net đi đến này AL06 ở đây mà bấm vào đây. Rồi tiếp tục các bạn sẽ chọn. Rồi các bạn ở đây mình ví dụ là ở đây trùng với cái phần trong mình có cái phần này, thì có thể chọn là phần là Alaska Society, cái mã là 549 ở đây, thì các bạn sẽ bấm vào 549 đây, cái mã này không có chữ BO là đạt được yêu cầu. Còn ví dụ ở trên này chữ BO chúng ta không có chọn. Tiếp tục phía cột total income là tổng thu nhập là phải là có tiền, còn mà không chúng ta cũng không chọn luôn. Ở đây ví dụ mình chọn theo demo ở đây, các bạn sẽ chọn vào đây và nhập vào, thì lúc này sẽ đưa đến cho chúng ta một cái trang là phần thuế và phần là mã số thuế ở đây. Các bạn sẽ bấm vào đây, đây là mã số thuế, các bạn sẽ copy copy qua mã số thuế ở đây, và tiếp theo là để mình sẽ copy cái này lại cho được rõ hơn. Rồi các bạn sẽ copy mục này, rồi mình sẽ copy mục này là coi như đã hai mục này, chỉ cần hai mục này thôi. Rồi các bạn sẽ dán vào đây. Rồi tiếp tục cái bước thứ bảy là các bạn sẽ khai báo thuế Hoa Kỳ, thì các bạn sẽ có nhiệm vụ là copy
và dán những cái nội dung này vào để khai báo trên cái trang khai báo thuế ở phần TikTok mà chúng ta đang làm. Rồi ở phần địa chỉ Android Lab 1 thì các bạn sẽ bấm vào địa chỉ ở đây là 549 ở đây. Phần địa chỉ Lab 2 thì các bạn sẽ bấm vào Anchorage đây, phần này. Rồi tiếp tục cái phần bang ở đây, tỉnh ở đây các bạn bấm là AK ở đây. Tiếp tục phần mã postcode thì đây là phần mã postcode. Phần bấm vào. Tiếp theo cái mục là country and gì đây thì các bạn sẽ chọn là tiếp theo cái mục country thì các bạn sẽ chọn là United States. Và sau đó các bạn sẽ kiểm lại trang lại những thông tin thì sẽ đi đây là cái trang sau khi nếu các bạn làm thực tế ở đây thì các bạn sẽ điền vào cái form này. Rồi các bạn sẽ vào đây là cái form mà khi mà các bạn tiến hành bật kiếm tiền các bạn sẽ điền vào các bạn sẽ bấm vào. Rồi tiếp sau đó các bạn sẽ chọn nhét như hình minh họa này, kiểm tra lại thông tin xem là đúng chưa, mục này đúng với những cái mục này chưa. Rồi tiếp theo các bạn sẽ điền cái mã số thuế phía trên ở phần mục số 2 ở đây, bli này cung cấp do US tin này là mã số thuế. Mã số thuế thì trên này các bạn đã chụp hình đã thấy mã số thuế này là 9200 68910 thì các bạn sẽ bấm mã số thuế vào. Rồi sau đó các bạn bấm tích vào phím Z. Rồi các bạn tiếp theo ở cái mục sẽ xuất hiện cái mục thứ ba thì các bạn sẽ chọn no. Rồi sau đó các bạn nhấn là next để sang cái phần tiếp theo. Rồi cái phần biểu mẫu thuế sẽ hệ thống sẽ chạy sang cái biểu mẫu thuế thì các bạn cứ việc chọn là next hoặc là chọn kích vào những cái ô màu đỏ next hoặc là certify hoặc là submit và cuối cùng là close. Khai báo thuế mẫu số 9 đã được khai báo thành công, xác nhận. Sau đó các bạn đóng lại và là nhiệm vụ chúng ta là khai báo thuế thành công. Thì sau khi khai báo thuế thì hệ thống sẽ chuyển về lại trang TikTok và bạn bấm xác nhận là xong. Thì bước thứ 8 các bạn sẽ chờ trên 24 giờ. Thì các bạn lưu ý đừng nóng vội, các bạn sẽ vào sớm thì dễ bị lỗi. Trong thời gian này thì bạn có thể là tắt VPN, nếu bạn dùng cách số 2 bạn tắt VPN, còn cách số 1 chúng ta không cần làm gì cả. Nhưng khi quay lại TikTok thì các bạn đối với trường hợp thứ hai, các bạn khi mình quay lại TikTok các bạn sẽ bật lại VPN lên. Trường hợp các bạn bật VPN hoặc VPN không tốt thì cũng sẽ ra lỗi và không bật được một cái tiền. Trong thời gian chờ thì bạn có thể đăng video lên bình thường. Rồi sang cái bước thứ 9. Bước thứ 9 là sau khi chúng ta thực hiện hai bước là bước xác minh tuổi và bước khai báo thuế xong thì các bạn sẽ bật kiếm tiền, mở vào và bật kiếm tiền. Có nghĩa chúng ta chờ hệ thống TikTok xác minh xong cái việc khai báo thuế, tương tự như trường hợp chúng ta bật kiếm tiền ở YouTube vậy. Thì bước thứ 9 chúng ta sẽ mở vào lại, sau khi hai bước thành công các bạn sẽ bật kiếm tiền. Rồi các bạn sẽ vào cái quỹ tác giả, rồi các bạn nhấn đồng ý và các bạn tiến hành đăng ký tham gia bật kiếm tiền với hệ thống TikTok. Thì lúc này sẽ hiển thị lên màn hình chúc mừng bạn đã tham gia quỹ nhà sáng tạo TikTok. Thì các bạn sẽ lưu ý bạn có quyền truy cập bản thông tin quỹ nhà sáng tạo vân vân. Rồi tổng số dư ước tính lúc này sẽ là bằng không. TikTok sẽ cần ít nhất 3 ngày để xử lý và cập nhật và kiểm tra lại, và có thể kiểm tra lại sau 3 ngày. Thì các bạn lưu ý những lưu ý sau này. Trường hợp các bạn bật fix VPN thì các bạn sẽ gắn SIM điện thoại của bạn vào lại và không cần bật VPN nữa. Thì các bạn sẽ đăng nhập TikTok app Việt Nam hay Hoa Kỳ mà các bạn không cần sử dụng VPN và tới tháng sẽ tổng kết tiền cho tài khoản của các bạn. Thì khi rút tiền các bạn cũng không cần bật luôn và chỉ cần liên kết tài khoản PayPal và rút tiền về tài khoản của mình. Như vậy là các bước là hoàn thành. Rất là đơn giản. Với cách thứ nhất chúng ta không cần bật VPN thì chúng ta làm rất là đơn giản. Còn các bạn cách sử dụng cách thứ hai là hay bị lỗi, nó là phần mềm ứng dụng VPN hay bị lỗi và chập chờn thì các bạn cũng khó thành công. Thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cách 1. Nếu mà không được hay là vì lý do gì đó thì các bạn mới sử dụng cách số 2. Thì các bước mình làm thì hoàn toàn là tương tự. Thì cái phần thuế thì mình cũng đính kèm và gửi lên cho các bạn. Ở cái phần mô tả các bạn sẽ vào và chúng ta sẽ tải và khai báo thuế cũng như là những cái dữ liệu cần thiết để các bạn bật kiếm tiền thành công. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã giới thiệu các bạn cách chúng ta bật kiếm tiền tài khoản TikTok khi mà đủ điều kiện. Hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh, chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.